chào các bạn, mình tên là Khang Ngang. Mình học lớp 1.8 trường West Spring. Mình sẽ đọc về con dế. Đố các bạn biết là gì? Là về dế màng đó. Hôm nay mình sẽ đọc dế màng phiêu lưu ký cho các bạn, tác giả Tô Hoài, nhà xuất bản Kim Đào. Chuyện này rất là hay và cái chuyện này rất nổi tiếng. Mình rất thích quyển sách này và quyển sách này nó rất dài và hay nên mình chọn quyển sách này bởi vì mình muốn được đạt giải World Spring Voice. Mình đọc cái đoạn khác chứ không có đọc cái đoạn đầu nha. Đoạn đánh nhau của những con dế thường gọi là đá dế. Vô đánh phách một đá trời dán vào giữa mặt anh chàng bọ ngựa kêu ngạo rú lên một tiếng bắn tung lên trời rơi tọt ra ngoài võ đài ngã vào đám đông xôn xao. Tôi hạ địch thủ một cách vẻ vang trong khi dưới đám đông còn dương ồn ào nhốn nháo người không thua nhanh và thua đau như thế và thua bởi một chàng dế màng lạ mặt ở đâu đó đến còn chưa ai hết lạ lùng thì cũng châu chấu cầm trịch lại ra trịch dạo giơ loa lên ba lần đều đặn hô vang xuống tôi xin đông đảo các võ sĩ trong thiên hạ tề tự quanh võ đài có còn ai lên đấu nữa chăng. Cả đám hội im lặng cũng châu chấu cầm trịch lại hô tiếp bây giờ tranh hùng kết thúc võ sĩ dế chửi đấu với võ sĩ dế mềm. Tôi sẽ đấu với chuỗi. Tôi nhìn sang chuỗi, vừa lúc chuỗi nhìn lại tôi, chúng tôi cùng nhau đi đến đất này để đấu võ tranh quyền với nhau ư? Bất giác tôi tiến lại chuỗi, đứng thẳng hai chân trước, khoác vai chuỗi. Hai chúng tôi hướng xuống dưới. Võ đài khắp bãi rời bóng loa mây tụ tập hàng nghìn vạn các loài trong vùng đi xem mỗi võ. Tôi nói to lên rằng thưa chư vị anh em, chúng tôi vừa phương xa tới đây, các chủ đích của chúng tôi thật không định tranh lèo dọc giải gì ở đất này. Đất này là chim đậu thấy phong tục vui thì chúng tôi đến góp mặt chung vui mà thôi. Bây giờ cái điều chúng tôi không chờ đợi là anh hùng bốn phương đều đã lui cả mà nhiều việc đỏ sức cao thấp cùng nhau cho anh em chúng tôi với sự tranh đua. Anh em tôi xin lỗi không thể đổi vì sao chắc chưa vui đã rõ còn nghe ngôi thôi chắc nhịn thì anh em chúng tôi cũng xin lỗi không dám anh em chúng tôi chỉ là hai kẻ lang hồ thấy đất quê đẹp để thì ghé tới trên đường đi mà không định ý ở đâu cả dám xin chư vị xét cho. Tôi vừa nói xong ở dưới vang lên tiếng the thé tiếng ầm ầm kẻ thì bảo nhất quyết mời chúng tôi ra thi đấu lẽ vùng này nhìn xưa như thế kẻ thì rằng thôi sao có một ban bô lão thượng thọ của đám mũi cắt ra trong nam võ đài một cụ châu chấu một cụ bọ ngựa một cụ cành cạch một cụ cào cào một cụ niềng nhĩ các cụ ra nói với chúng
tôi đây. Thua hai võ sĩ đất lạnh kim, đậu hai võ sĩ qua đây lại có lòng lên thi thố tài nghệ siêu quần. Thiên hạ không còn ai đối địch nổi, thật là phúc cho chúng tôi. Hai võ sĩ là anh em một nhà, lại là tay võ đồng môn với nhau thì càng may cho chúng tôi. Và như thế cái lệ dấu đấu có thể bỏ đi được, nhưng việc chịu trách nhiệm về đứng đầu vùng này thì phải có một trong hai ngày nhận, đó là phong tục đất chung. Đất chúng tôi hàng bao đời vẫn chọn tài như thế. Tôi thì hết lời từ, còn chuỗi thì đứng lặng không nói. Về sau tôi mới biết sự im lặng của chuỗi có một ý nghĩa riêng, tôi làm phải nhận. Thế là cả đám hội ầm vang lời hoan hô tôn chúng tôi là chánh phố thủ lĩnh đứng đầu các làng trong cổ mây. Cả đám hội xô vào làm kiệu trước hai tôi đi chen trong đám đông là cỏ mây. Các chị cào cào áo xanh áo đỏ làm duyên, đứng nghiêng khuôn mặt dài ngoãn nhìn theo chúng tôi một dỗi rất lâu, có vẻ mến phục cả chúng cỏ tung hoa mây. Đồng dân cử bài hát rầm rộ rồi nhau mừng rỡ cầm tay khiêu vũ, cành cạnh với châu chấu cào cào với bọn những nhảy múa linh đình từ trong hang lá đến ngoài bãi. Đồng hoa mây trắng suốt chân trời, tôi bước lên uống éo múa càng rung 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 cánh rổ một bài hát rất du dương. Chuỗi thì hớn hở ai hết, sợ các bạn dài nên mình chỉ đọc tới đây thôi. Tạm biệt các bạn, và hôm sau gặp lại.